Thưa quý vị và các bạn, xây dựng Châu Đốc là thành phố du lịch xanh sạch đẹp là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Châu Đốc. Trong những năm qua, thành ủy, đảng bộ, chính quyền thành phố Châu Đốc và các phường xã trên địa bàn thành phố triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường để tránh ùn tắc giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự. Phường Châu Phú B tăng cường công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Từ đầu năm 2019 đến nay, phường Châu Phú B, phường Vĩnh Mỹ, phường Châu Phú A và phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc đã ra quân tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh buôn bán đúng quy định để đảm bảo trật tự đô thị, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Ủy ban nhân dân các phường khẳng định, đợt ra quân bảo đảm trật tự đô thị lần này, thành phố sẽ làm quyết liệt, triệt để với quyết tâm chính trị cao nhất. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã xây dựng kế hoạch phối hợp lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè các tuyến đường trung tâm của thành phố như Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Trương Nữ Dương, Nguyễn Văn Thoại, Hoàng Diệu, Tân Lộ Kiều Lương, Nguyễn Tri Phương, Tôn Đức Thắng, La Thành Thân. Trong những năm qua, nhiều tuyến đường vỉa hè mạnh ai nấy lấn, có đủ kiểu và đủ lý do để người dân biện hộ cho việc lấn chiếm vỉa hè phục vụ vào mục đích riêng. Dẫu biết rằng vỉa hè là một bộ phận của đường đô thị do nhà nước quản lý, tranh thủ lúc vắng bóng lực lượng chức năng, người thì lấn chiếm để mua bán, họp chợ, phục vụ sinh hoạt ăn uống, trưng bày hàng hóa, giữ xe, sửa xe, lắp đặt biển hiệu quảng cáo. Thậm chí có người còn xây cả bậc tam cấp vào nhà ngay trên vỉa hè. Tình trạng chiếm dụng vỉa hè lòng lề đường để đậu đổ phương tiện cơ giới, ô tô, đổ rác thải, các đá nước, sinh hoạt gây mất vệ sinh môi trường. Xe chở vật liệu xây dựng làm rơi dãi vẫn chưa được xử lý nghiêm. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo quyết liệt Ủy ban nhân dân các phường tăng cường ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đường văn minh, tuyến đường không rác nhằm tạo mỹ quan đô thị xanh sạch đẹp văn minh. Tại phường Châu Phú B, trong năm 2019 vừa qua, Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B trên địa bàn thành phố kết hợp đội quản lý trật tự đô thị thành phố, công an phường ra quân kiểm tra được 394 cuộc, qua đó giải tỏa nhắc nhở 1.641 lượt hộ kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng đường, tạm giữ 19 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 76 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn tuyên truyền vận động người dân không được mua bán kinh doanh trên vỉa hè. Việc mua bán kinh doanh phải di dời vào nhà, phần vỉa hè chỉ dành cho người đi bộ và để đậu xe đạp, mô tô, xe gắn máy tự quản. Nhắc nhở các hộ dân tự tháo dỡ hàng rào và kiến trúc, mái che, dù bạc, di dời bàn ghế, biển hiệu, chậu cây kiển ra khỏi vỉa hè, tạo đường thông hè thoáng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo vẻ mỹ quan đô thị. Tôi thì mua bán thì lúc nào cũng phải để trong vậy đó, tại vì mấy ổng ra lệnh rồi đâu có cho để ở ngoài nữa, thành ra mình phải dời sát ở trong mình bán, chấp hành của theo quy định của nhà nước. Thì thấy nhà nước làm vậy là cũng tốt lắm rồi, cho cái đường nó thông thoáng cho dân đi như khỏe vậy đó. Để công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp, vỉa hè đường phố được thông thoáng, khang trang, tạo thuận lợi cho người dân đi bộ an toàn, góp phần xây dựng thành phố xanh sạch đẹp, thân thiện, từng bước hiện đại. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị phường xã ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân các phường, các ban ngành đoàn thể, công an phường cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật về trật tự lòng lề đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, cùng đồng thuận và ủng hộ các chủ trương của thành phố trong việc lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè, tập trung chỉ đạo giải tỏa dứt điểm các điểm họp chợ trái phép, tổ chức rà soát, tháo dỡ mái che, biển quảng cáo sai quy định, ảnh hưởng đến trật tự đô thị, an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị. Phường sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, vận động nhắc nhở người dân chấp hành đúng các quy định về trật tự lòng lề đường, tạo sự chuyển biến về thói quen của người dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, cho người dân làm cam kết không vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè, vận động người dân tự tháo dỡ, di dời hàng rào và kiến trúc, mái che lấn chiếm vỉa hè. Phối kết hợp với đội trật tự thành phố, chỉ đạo tổ trật tự phường, công an phường tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường trọng điểm, ngăn chặn triệt để tình trạng tái phát sinh trở lại sau khi đã sắp xếp chấn chỉnh. Qua đây, mong muốn người dân hãy chung tay đồng thuận với ủy ban nhân phường thực hiện quyết tâm để công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị đạt hiệu quả và bền vững. Nhìn chung, công tác lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè tại các tuyến đường theo kế hoạch bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định, đường thông hè thoáng và mỹ quan đô thị như tuyến đường Trương Nữ Dương, Tân Lộ Kiều Lương,
Phan Đình Phùng, Châu Thị Tế, Lê Lợi, các tổ chức cá nhân kinh doanh đã nâng cao ý thức, chấp hành các quy định của pháp luật, qua đó tạo cảnh quan đường phố thông thoáng sạch đẹp, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, gắn kết chặt chẽ với thực hiện tốt kế hoạch tuyến phố văn minh, phường văn minh đô thị để ngày càng thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố.